Các bạn có biết không? Bây giờ mua điện thoại trả góp vô cùng là dễ dàng các bạn ạ. Ngày xưa các bạn muốn mua trả góp ấy thì các bạn phải cầm chứng minh thư và các bạn đến shop, nhân viên trả góp sẽ làm cho các bạn. Về sau đó chúng ta có thể làm online được, nhưng các bạn phải có thẻ tín dụng đúng không? Có thẻ tín dụng sẽ làm online được. Còn bây giờ ấy là các bạn chỉ cần chứng minh thư và chúng ta có thể làm online luôn. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần chứng minh thư thôi. Bạn nào ở Sài Gòn, bạn nào ở các tỉnh khác mà các bạn không muốn hoặc là mua máy thì các bạn có thể làm online được. Hoặc là các bạn thậm chí các bạn ở ngay Hải Phòng mình thôi, cách nhà mình có mấy nhà thôi, các bạn cũng có thể làm online được. Xong đường truyền các bạn mới phải sang lấy máy, chứ các bạn không phải liên shop, không đường truyền và mất công đi về. Đó, thì làm được vô cùng là dễ dàng nhá. Bên mình sẽ hỗ trợ các bạn làm trả góp online tại nhà bằng cách là gọi điện Zalo cho các bạn, hoặc các bạn có thể tự làm được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhá. Ở trên điện thoại mình như này, đó, các bạn muốn mua trả góp một sản phẩm nào đó bên mình online thì các bạn chỉ cần vào điện thoại nhá. Các bạn chọn một cái sản phẩm bên mình bất kỳ. Ví dụ ở đây mình sẽ có một chiếc điện thoại iPhone 14 chính hãng. À quên, mất điều kiện trả góp là chúng ta phải có chứng minh thư có mã QR code, có nghĩa là chứng minh thư mới bây giờ, căn cước công dân mới bây giờ ấy, màu xanh ấy mà có QR code, và chúng ta phải trên 20 tuổi nha các bạn, lưu ý là trên 20 tuổi nhá. Đó, thì chúng ta sẽ chọn sản phẩm như này. Các bạn chọn thì mất tiền, thì đa phần để dễ được duyệt nhất thì mình khuyên các bạn nên chọn từ 20-30% hoặc là phải chính nhiều hơn đó, thì mình sẽ chọn là 30% chẳng hạn. Sau đó mình ấn tiếp tục nha. Ở đây chúng ta sẽ điền thông tin cho các bạn vào đây. Khi các bạn điền thông tin vào đây ấy, nó rất là dễ thôi, thì nó sẽ báo điện thoại các bạn tự chụp ảnh, các bạn tự chụp chứng minh thư và chờ 1-10 phút nó sẽ duyệt các bạn. Khi được duyệt thì chúng ta sẽ có mức lựa chọn để chúng ta có thể thanh toán trả trước. Ví dụ các bạn trả trước 3%, các bạn có thể thanh toán bằng cách là các bạn chuyển khoản vào ứng dụng này, hoặc là các bạn có thể thanh toán bằng cách là các bạn trả tiền trực tiếp tại cửa hàng đối với bạn nào ngay tại Hải Phòng, hoặc là các bạn có thể là trả trực tiếp tại cửa hàng nhưng mà bên mình đã ship COD cho các bạn. Có nghĩa là các bạn nhận được máy, các bạn chỉ cần trả tiền trả trước thôi, còn cái tiền trả góp này thì các bạn sẽ trả lại cho bên công ty tài chính dần. Có nghĩa là hàng tháng chúng ta trả, mà trả rất là dễ dàng thôi. Các bạn có thể chuyển khoản này, hoặc là các bạn có thể thế đến thế động điện máy xanh Winmark, những cái đơn vị mà có thể được bên trả góp người ta cho phép thu tiền đấy, là các bạn có thể trả rồi. Rất là giản vậy thôi. Ngày hôm nay mình làm clip hướng dẫn các bạn như vậy. Còn nếu các bạn nào muốn mua trả góp ấy, thì bên mình sẽ có đội ngũ gọi điện trực tiếp hỗ trợ bạn online luôn. Nên các bạn đừng ngại làm gì, nếu các bạn muốn mua trả góp tại MM, các bạn cứ vào website mm.vn nhé.